quản lý được ngoài hội đó. Cái con mi mà hồi sáng em mới ở ngoài hội đó, em lấy về cho anh chị em mình đó để mà giao lưu bảo tồn đó. Con hoại mi trống hot, phải nói là hot mà thằng bạn em nó chơi nó chịu không nổi đó. Tại vì thường những cái người mà người ta nuôi chim hoại mi đá là người ta rất ghét nghe nó hot anh chị em à. Nó hot nhiều là nó sẽ không có lực đó, cho nên là thường mà mấy cái con nào mà hot nhiều á là chắc chắn là người ta đẩy đi liền à. Đó, chính vì vậy mà em mới mua về được đó, để mà cho anh chị em mình giao lưu mà bảo tồn. Nhưng mà trước tiên em sẽ quay cho anh chị em mình xem một cái con lửa này, nó độc lạ Bình Dương lắm nè anh chị em nè. Con lửa này nè, nói chung là hàng khá đẹp đó, đầu xà nha anh chị em nha. Đây đầu xà nè, đuôi nè. Đuôi này là do biết sao nó để trong thùng á, cái này là nó để trong thùng nó nằm rồi nó ghét cho cái thùng như thế này nè, rồi nó bị cong cái đuôi nha, chứ không phải đuôi tôm nha, không có kiểu chè lửa đuôi tôm kiểu này nha anh chị em nha. Đó, nhưng mà con này cũng khá là tơ nè, đó, cánh bạc nè anh chị em nè. Đó, để bây giờ em lấy ra em quay cho anh chị em mình xem. Đó, độc lạ. Để em gỡ cái túi rút ra. Cái túi này nó hơi nhỏ, nói chung là mới đi mượn được cái túi để mà quay cho anh chị em mình xem. Túi này nó hơi nhỏ anh chị em ạ. Rồi ok, đây em quay cho anh chị em mình xem, nó độc lạ Bình Dương lắm nha. Đây anh chị em coi hai cái móng sâu của nó nè. Khoan, để em kiếm cái gì nó, để em kiếm cái gì đã. À, lấy cái này, lấy cái thảm chùi chanh này nè. Tại vì quay ở cái thảm chùi chanh này anh chị em mình sẽ trông nó sẽ rõ hơn nè. Đó, đây em zoom lớn lên cho anh chị em mình xem cái chân của nó nè. Đó, anh chị em thấy cái chân, cái ngón sâu của nó không? Đó, nó là cái con chân hàng này rất là độc lạ Bình Dương luôn. Đó, anh chị em thấy không? Đó, móng nè, móng nó trắng hơn móng em đó. Mà chân này phía trên này là trắng, ở dưới này là đen nè. Đen phải nói là đen thui luôn đó. Đó, nhưng mà cái móng nè anh chị em thấy không? Đó, rất là độc, mũi rất là thông nè, mũi rất là thông, mặt đẹp mũi thông. Đây cánh nè, con này cánh cũng dài, tướng con này mini đẹp nha. Đó, để bây giờ em đo đuôi nha anh chị em nha, để em đo đuôi xem đuôi nó bao nhiêu. Đó, hàng này lâu tự nhiên nó lọt vô mấy cái con này, mà mấy cái con này thường nuôi á, thường á anh chị em cứ để ý em. Cái này là em nuôi lửa bông là từ bao nhiêu năm này anh chị em biết rồi. Thường mấy cái con mà nó cái chanh mà kiểu như chanh, kiểu như này nè, thường nuôi nó hay ra bông. Cái này là em thường em để ý, hoặc là anh chị em nằm ở nhà có chim bông không tin cứ để ý là biết liền nè. Đó, đa số mấy con lửa bông á, mấy lửa bông toàn rớt vô mấy con chanh đen không à. Anh chị em không tin anh chị em cứ để ý đi, ở nhà mà có nuôi chim bắt ra coi thử, hoặc là lấy xuống coi thử xem em nói đúng không. Đa số luôn đó. Đó, ít, hiếm lắm, hiếm khi nào mà có nào mà chân trắng móng trắng mà
nó ra lửa bông lắm, hiếm lắm, nói chung là có nhưng mà rất là hiếm. Rồi bây giờ em đo đuôi nè, con này em đuôi 19 192 nè. 192 nè. Đây. Đó. Đuôi 192 nha anh chị em nha. Đó, con này thì nói chung là ở đây em báo cái mã số cho anh chị em mình bảo tồn rất là mềm luôn. Đó, chỉ có cái mã số con này là 650k, mã số 650k, hai móng sau trắng nha anh chị em nha. Lửa đuôi 19. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ quay thêm mấy con, phải nói là cũng khá là đẹp luôn cho anh chị em mình xem. Con này làm cái hình nền đẹp quá mọi người ơi. Rồi, để em quay trời lửa xong rồi em sẽ quay cái con họa mi cho anh chị em mình xem nha. Thì giới thiệu với lại anh chị em mình, đây là cái con chè lửa đuôi 18 cánh bạc, mép trong mùa này đó. Con này thì giá là 350k nha. Đó, anh chị em thấy không, thời tiết rất là nóng đó, về thả ra cái là coi như là nhảy vô tắm liền à. Giống như mình mà đi ngoài đường về, coi như là mình chỉ có muốn chui vô cái phòng tắm thôi đó. Thời tiết bữa nay rất là nóng luôn, anh chị em thấy không, em về nè, xong rồi em phải để cái khay nước liền ha. Đó, con này 300, mã số nè, 350k nha. Đây là mã số nè, mã số là chuồng 21 18 mép trong, 350k cánh bạc đó. Rồi, con này thì mới quay cho anh chị em mình xem rồi ha. Con này là mới bắt ra cho anh chị em mình xem rồi đó. Đó, móng trắng là đã chưa? Đó, thấy hai cái móng sau trắng đã không? Đó, mã số con này là 650k nha, chuồng 22. Đó, chút xíu em dán cái giấy, quên đó. Rồi, con này chuồng số 23. 23 con này là mã số 23 19 mini, đuôi rất là đẹp, giá 650k. Đó, mã số là 650k, chuồng 23. Đó, tướng rất là mini luôn, đuôi đẹp. Đó. Thấy chưa? Nhảy vô tắm lên anh chị em à, đã chưa? Đó, em phái mấy cái con như thế này là đó. Đã chưa? Đó, mấy con này anh chị em về nuôi nó mau chơi lắm. Rồi, đó là con mã số chuồng 23 ha. Qua này chuồng 24, con này rất là đẹp luôn nè. Hôm nay về được 5 con nhưng mà 5 con đẹp lắm. Đây là chuồng 24, mã số chuồng 24. Đó, 20 mép trong, tôm nhẹ. Đó. Con này thì 1200 cành. 1200 cành. Đây. Chuồng số 24. Đó, rất xiên tạch. Đó, vừa nói rất xiên tạch nó nhảy lên nó làm cái tạch thả chờ đó, tôm nhẹ nha anh chị em nha. Đó. Tôm nhẹ. 20 mép trong, tôm nhẹ. Đó, mã số 1200k. Đây. Nhớ giùm em nha. Rồi qua này chuồng số 25 nó có một cái bông cam nó lòi lên mà không biết là phải bông cam của nó không. Đó, anh chị em thấy ngay cái cổ nè, nó có một cái bông cam. Con này đuôi hơn 20 nha. Đó, coi như là em để cho anh chị em mình cái mã số bằng 20 nha, 1200k nha. Con này thì đuôi nó to hơn cái con chuồng 24. Cái bản đuôi nó to hơn chuồng 24 tí xíu nhưng mà nói chung là con này thì nó quá đẹp rồi. Tướng rất là mini. Đó, và xiên tạch nữa. Con nó là chuồng 24. Con này chuồng 25. Đó, bản đuôi cũng hơi to, có một cái bông cam nó lòi ra ngay chỗ cái cổ nè. Đó, để nó nhảy qua. Đó, anh chị em thấy không? Đó, rất là lanh ha, đuôi cũng hơi tôm nhẹ ha. Đó, mã số là cái con này mã số là chuồng 25 nè, 20 bản đuôi đẹp nè, đó, 1200 calo nè, đó. Mức tiêu hao nhiên liệu 1200 calo, chuồng 25. Rồi, bây giờ tới quay con họa mi cho anh chị em mình xem nha. Đây là con họa mi nè, nhưng mà khoan đã, đợi em đi xíu để em kê cái điện thoại xuống dưới này cái đã, rồi em mới quay được, em mới cởi cái áo lồng ra được. Đó. Nói chung con này thì thằng bạn nó nuôi rất là dạn luôn. Ở nhà nó, tại vì biết sao, nó có mái, còn ở đây em không có mái. Đó, cho nên là với lại phần là em cũng hơi không phải là chủ của nó. Đó, mới lấy về. Đó, cho nên là nó gặp em thì nó hơi nhảy, với lại phần là em đang kê cái điện thoại rất là sát vô ngay cái lồng để cho anh chị em mình xem. Đó. Thì cái con này là mùa thứ 2 nha anh em nha. Con này mùa thứ 2 thì thằng bạn em nó nói là nó hot cả ngày. Đó. Nói chung là mấy bạn chơi họa mi ở ngoài hội á, là tụi nó hot nhiều quá là nó đẩy đi lên à. Tại biết sao? Cái thứ nhất là nhà của em bé, và cái thứ hai nữa là đó, nuôi mấy con hot nhiều như thế này nó rất là nhức đầu. Đó, thì cái con này thì nói chung là mắt, móng, mỏ, tay chân là đầy đủ, không có bị lỗi gì hết nha. Không bị lỗi, mẫu thì rất là đẹp. Đó, cao cầu, cao dàn. Người ta hay kêu là dàn cao á, là thoáng máy. Đó. Mỏ con này thì cũng tương đối ngắn. Mỏ ngắn thì rất là siêng hot. Nói chung là em hơi lạ mọi người.
em là chủ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là em kê điện thoại vô nó sát quá đó, hay là bây giờ em sẽ zoom lớn lên rồi em để cái điện thoại ra xa chứ em ngồi sát quá nó nhảy. Mọi người, họa mi mà, họa mi nó giống như kẻ than, nó nhát ghê lắm đó. Ngồi xa xa, nó ngồi xa ra cái này thì nó nói chung là đứng nè, hay là mình ngồi lùi ra tí xíu đi, coi như là khoảng cách 1 mét đi đó, lùi ra tí xíu đó, khoảng cách 1 mét đi cho nó dễ ha đó. Sau đó mình zoom lớn lên nè đó, thì nó sẽ đỡ nhảy hơn. Rồi con này thì em bao cho anh chị em mình về. Cái thứ nhất, nếu như có máy, ốp máy vô cho nó dùm em, do là chim này nó chưa có căng lửa cho lắm. Cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là mình nuôi cho nó quen lồng, quen nhà, quen cái không gian đó, thì nó sẽ dạn, nó sẽ đứng nha. Chứ còn chim mà đôi khi mà mình mới lấy về mà mình giống như là mình chỉ có những cái con chim con á, chim con nuôi lên á, thì nó mới dạn thôi. Chứ còn dạng như là cái con chim rừng là đa số là nó hơi nhảy tí xíu. Hay là bây giờ em thử lấy cái con mái em kè thử cho anh chị em mình xem ha. Để em lấy con mái. Con mái này thì em mua nó cao lắm. Tại vì chim mà họa mi mái mà hộ chiến á, giá nó cao lắm. Nó giá tới giá có con lên 4-5 triệu. Thậm chí là nói chung là kiếm một cái con mái mà hộ chiến mà hay á, nó rất là khó và nó rất là mắc anh chị em à. Đây, để em lấy con mái thử coi xem nó có thái độ. Nhiều khi nó lạ mái nó cũng không chịu nữa mọi người. Hoặc là có con nó thường là nó còn không chịu mái nữa cơ. Đó. Túc 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 túc. Thôi, cái con này em mới đem về nó cũng chẳng có quen cái con mái nhà em đâu. Rồi em cũng nói chung là em bảo hành cho anh chị em mình là hot rất là bài bản là một đó, do là hàng này là em lấy ở ngoài cội về đó, cho nên là anh chị em cứ yên tâm ha. Nếu mà ở nhà thì mình à quên á, thì cái này á, là chỉ có chim không thôi nha, không có lồng nha anh chị em nha. Đó thì anh chị em chưa khó về sắm cái lồng là một. Cái thứ hai nữa là khi mà mình nuôi á, mình để áo chữ A giùm em nha, để áo chữ A, chim họa mi mà nó thường là phải để áo chữ A. Để bây giờ em làm cái mẫu, làm mẫu cho anh chị em mình luôn, tại vì có nhiều người ta cứ hỏi em là áo chữ A là kiểu gì. Đây, cái thứ nhất là mình che lại như thế này, rồi quay lại đây cho anh chị em mình xem nè. Đó, áo chữ A thôi nha. Đó, sau đó mình kéo xuống, thì nếu mà có cái kẹp á, kẹp ở đây nè, kẹp đây lại nè, rồi bên này mình cũng kẹp đây là nó ra cái chữ A đó. Thì giờ cái con này thì hồi sáng em mới lấy, nói chung là em cũng nhanh gọn lẹ lắm, không có gì hết á. Thì nói chung là em lấy kiếm 100k cà phê thôi anh chị em à, để cho anh chị em mình coi như là chim không có lồng đó, giá là 2.300 cành đó. Chim họa mi mùa thứ hai hot rất là ok, nhưng mà em mới đem về thì nó hơi lạ tí xíu, nó chưa có hot giống như là chim thuần dạng như 3-4 mùa đó. Anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn cứ alo giùm em cái số điện thoại bên cái góc dưới màn hình nha. Rồi, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em ở trong cái video tiếp theo nha. Chúc mọi người ngày mới thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc trong cái ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi.